Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, theo một khảo sát của tổ chức uy tín công bố, thì một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt nhất của Giang Cửa Mật chính là những drama tình ái. Trong đó thì xếp vị trí ngôi vương vẫn là những câu chuyện cắm sừng đầy kịch tính. Khai thật đi, các ông ngồi đây đã từng lục lọi khắp các trang để tìm hiểu những diễn biến gay cấn của các phi vụ cắm sừng đình đám hay không? Dành cho những ai có niềm đam mê với bộ môn này, hôm nay Top 1 xin phép chiêu đãi video ly kỳ những chuyện phi vụ cắm sừng gây náo loạn cõi mạng. Nghe cái tên thôi đã đủ thấy hấp dẫn và sặc mùi drama rồi đúng không? Nhớ theo dõi từ đầu đến cuối nhé. Let's go! Đi làm xa nuôi vợ, nam thanh niên nhận lại cặp sừng. Một trong những drama cắm sừng mới gây rúng động cõi mạng không chỉ ở Nghệ An mà còn có sự vào cuộc của Giang Cơ Mận trên toàn quốc, chắc hẳn phải kể tới câu chuyện chàng thanh niên vất vả ở nơi xứ người, nuôi vợ người ta. Nhìn bức ảnh lễ ăn hỏi ngập tràn hạnh phúc, ai cũng tưởng rằng sau đó là một đám cưới hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Ai ngờ đâu lại là câu chuyện buồn của cuộc đời anh. Chuyện kể lại rằng ngày nay anh Pháp vất vả nơi xứ người, hàng tháng gửi tiền đều đều cho vợ sắp cưới. Nào đâu hôm Noel vừa rồi, chị gái anh vô tình phát hiện story của một chàng trai đang nắm tay em dâu tương lai của mình đi chơi Giáng sinh. Và avatar trên Apple Watch kia thì đúng là em dâu của mình rồi. Vợ sắp cưới giải thích hai người chỉ là bạn bè. Nào thì là mọi sự là hiểu nhầm, bạn bè cầm tay, thân mật là bình thường, không hề có tình cảm nam nữ. Cô vẫn một lòng chung thủy đợi chồng gửi tiền về, để tiêu. Giang Cư Mận đọc được những lời giải thích này thì lao vào ầm ầm, phản ứng gay gắt. Anh em thấy những lời giải thích này có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Tội cho chàng trai ấy, bươn trải lam lũ để rồi nuôi vợ người ta. Đám cưới đẹp như mơ trong tưởng tượng rồi sẽ đi về đâu đây? Và tiếp theo cũng là một phi vụ cắm sừng rất là ối rồi ôi trong thời gian vừa qua. Đi xem pháo hoa, tình cờ phát hiện người yêu tay trong tay với người con gái khác. Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, đôi nào đôi nấy tay trong tay dẫn nhau đi xem pháo hoa, xem countdown và không quên phát cơm chó đã là chuyện thường như ở huyện, khiến những người độc toàn thân phải ăn no bánh gato. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá buồn nếu không có người yêu để đi xem pháo hoa cùng. Điều đáng để buồn hơn cả như vậy chính là việc phát hiện bản thân bị cắm sừng ngay giữa lúc countdown. Khi những bông pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm thì một cô gái lại quay lưng với tất cả, ngồi nép mình lạc lõng giữa đám đông mà khóc nức nở. Được biết rằng cô gái đi xem pháo hoa đón giao thừa cùng đám bạn thân. Trong đám đông chen chúc, cô gái vẫn đủ tinh mắt để nhận ra anh người yêu từ chối đi xem pháo hoa với mình vì lý do bận rộn, đang tay trong tay với một người con gái khác. Thời khắc chuyển giao từ việc có người yêu sang độc thân mà người ta còn bắn pháo hoa chúc mừng. Cái tư nhờ! Ôi, nghe nó mới chua xót làm sao các bạn ạ. Thôi thì tự cố động viên bản thân. Thời điểm thoát khỏi người đàn ông tệ bạc lại được cả nước bắn pháo hoa chúc mừng cho tinh thần. Thế nó mới phấn chấn chứ nị. Thanh niên dắt bồ nhí đi xem đá bóng, bị cả nước phát hiện. Sau khi trải đời được gần 30 cái mùa xuân, Top 1 mới phát hiện ra rằng trên cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khó như cả việc dắt bồ nhí đi xem bóng đá rồi bị trực tiếp lên sóng toàn quốc và bị cả nước phát hiện. Trong đó có cả người vợ thân yêu cũng từng được ghi nhận và dậy sóng toàn cõi mạng. Giữa hàng chục ngàn cổ động viên trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, không ngờ camera zoom nhiệt tình đôi nam nữ nổi bần bật với áo đôi màu đen. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để bàn ra tán vào nếu như không phải ngay sau đó, cặp đôi này sáng trưng cõi mạng với nghi án có quan hệ bất chính. Trên mạng xã hội truyền thông tin, anh chàng trong hình đã có vợ, dẫn con giáp thứ 13 đi xem bóng đá một cách chóng mặt. Giang Cư Mận có dịp luyện cơ tay và khả năng gõ phím thần sầu với vô vàn bình luận vì tình huống đặc biệt. Có người gọi đây là tai nạn, sự cố. Có người còn suýt xoa cho cặp đôi số nhọ. Không chỉ báo chí trong nước mà thậm chí cả quốc tế cũng thi nhau vào cuồng nữa cơ. Hot hơn cả tin bóng đá là có thật các bạn ạ. Đấy, các bạn xem, muốn nổi tiếng đâu có khó. Thế nhưng mà khuyên thật, nếu muốn nổi tiếng thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến cách này nhé. Vợ đập tan ô tô của chồng vì bị cắm sừng. Chị em phụ nữ vẫn được cánh mày râu ưu ái dành tặng cho các danh xưng chỉ nghe thôi cũng đủ thấy kinh hồn bạt vía kiểu nóc nhà, sư tử Hà Đông, khủng long bạo chúa, vân vân và mây mây. Như thế thôi là đủ hình dung được quyền lực và sức mạnh của chị em phái đẹp chúng tôi rồi đúng không? Được mang đi đo đạc cẩn thận theo nấc thang 10, nếu như bình thường chỉ số này là 3, 4, 5 thì trong một vài tình huống khẩn cấp nó có đạt mức cực đại hoặc thậm chí là vượt ngưỡng. Như khi bị cắm sừng chẳng hạn.
Minh chứng hùng hồn cho nhận định này chính là câu chuyện người phụ nữ đạp vỡ kính ô tô, cắn rách tai cô bồ nhí khi nhận tin dữ bị chồng cắm sừng. Thoạt nghe qua thì nhiều người lại bảo chém gió bốc phét. Nói có sách mách có chứng nhá. Xin mời các bạn theo dõi cận cảnh vụ việc đã được ghi lại. Ôi trời ơi! Đang đi siêu thị thì vô tình phát hiện người đầu gối tay ấp với mình mỗi đêm đang vui vẻ bên cô gái khác. Ba máu sáu cơn chị nhảy luôn lên xe, lấy hết sức bình sinh mà đập vỡ cửa kính nhằm chiêm ngưỡng dung nhan của con giáp thứ 13 mà lão chồng đang cố gắng bảo vệ. Sức mạnh giúp người phụ nữ kia có thể đập vỡ kính ô tô chắc hẳn không đến từ thể lực mà đó còn là sự tích tụ của sự nổi giận, cay cú. Phải nói là kịch tính hơn cả những bộ phim hành động thuộc hàng bom tấn Hollywood. Clip được Giang Cư Mận lan tỏa một cách chóng mặt. Xem xong thì chắc hẳn không chỉ những con giáp thứ 13 mà ngay cả những ông chồng cũng rén ngang trước sức mạnh vô biên của các bà vợ. Có cho thêm tiền, chắc ven này cũng chẳng đủ nghị lực mà cắm sừng nữa rồi. Cô gái số nhọ phát hiện bị bạn trai cắm sừng nhờ thẻ tích điểm. Thú thật là trần đời tôi một mới chỉ nghe đến việc cắm sừng qua Shopee, Lazada là đã sửng sốt lắm rồi. Ấy thế mà lại còn có drama cắm sừng liên quan đến thẻ tích điểm nó mới choáng chứ. Đầu đuôi ra sao thì hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Chuyện là nữ chính cũng là nạn nhân trong mối tình ngang trái này, có đưa thẻ tích điểm ở một nhà hàng nướng Hàn Quốc cho anh người yêu cầm giúp. Tuy nhiên, mỗi khi sử dụng cô gái đều chắc cốp dặn dò nhân viên là khi nào chiếc thẻ này được sử dụng mà không có mặt chủ nhân của nó thì vui lòng gọi điện báo trước. Vào một ngày đẹp trời, nhân viên quán nướng gọi cho cô gái và thông báo rằng bạn trai của cô đã sử dụng điểm trong thẻ để thanh toán bữa ăn với bạn bè. Linh cảm của phụ nữ mách bảo, nữ chính dò la ra ngay thông tin ông cãnh kia đã đi dùng bữa cùng với em gái mưa ABCXYZ nào đó. Nhờ có sự phối hợp ăn ý của bạn nhân viên và sự cao tay của nữ chính, vở kịch cắm sừng của nam chính đã chính thức bị phanh phui và hạ màn. Mình quyết định là mình sẽ chơi là người yêu hiện tại của mình ở cái thời điểm đó một vố. Mình đòi người yêu mình ngay ngày hôm sau đấy cho mình quay lại quán nướng để ăn, nên mình nói với cái thái độ rất là bình thường nha mọi người. Anh ơi em thèm ăn nướng, quá tự nhiên trời se se lạnh, thèm ăn nướng, thèm ăn cả bánh mì cái thứ nữa. Đi giờ để ăn nướng đi, ra cái chỗ mọi khi mình hay ăn ý. Nhưng mà ấy, đến cái khúc thanh toán mới là cái mấu chốt vấn đề ấy nha mọi người ơi. Mình mới bảo là bạn ơi mình nhớ không nhầm thì mình vẫn còn điểm ở trong cái thẻ tích điểm này ấy, thì hôm nay bạn trừ cho mình nhé, bởi vì tài khoản của mình đang không đủ. Lúc đấy thì bạn người yêu mình quay ra và nói với mình rằng là ô sao không bảo hôm nay anh lại để ví ở nhà mất rồi, anh không mang thẻ tích điểm đi. Nhưng không nha mọi người ơi, cái bạn lễ tân tên Minh mà mình vừa mới kể là vừa mới hôm qua gọi điện mật báo với mình ý, thì bạn ấy có nói rằng dạ không sao đâu ạ, bởi vì chị là khách quen ở đây, thành ra là chị chỉ cần đọc số điện thoại thôi là bên em đã có trên hệ thống rồi. Là mình đã hiểu ý ra ngay là à, con bé này nó muốn giúp mình đây. Và đây, cuối cùng cái khúc mà ta mong chờ nhất đã đến. Mình quay sang mình confirm lại với các bạn lễ tân đó một lần nữa. Bạn check cho mình cái giờ sử dụng cái điểm, tức là cái giờ xuất hóa đơn ấy mọi người, là mấy giờ với ạ? Dạ 8:46 tối ngày hôm qua. À thế là biết rồi, 8:46 ngày hôm qua em không hề đến đây ăn, anh cũng không hề đến đây ăn, thẻ của em lại bị sử dụng là như nào, anh là người cầm thẻ của em. À thực ra thì hôm qua anh có, thực ra thì hôm qua anh có tiễn con em anh về nước. Good job. Đoạn clip được chia sẻ đã ngay lập tức đạt hàng triệu view. Dòm xuống dưới phần bình luận, đa phần Giang Cơ Mận đều để lại lời khen cho sự cao tay của cô gái. Cùng với đó là tài kể chuyện không thể nào bánh cuốn hơn được nữa. Chị em bạn gì nếu cần trang bị cho mình những kỹ năng sống bổ ích và cần thiết trong tình yêu cũng như cuộc sống thì nhớ lưu lại để về học hỏi nhé. Dân mạng ngán ngẩm với nhan sắc cô bồ nhí 2002. Ông bà ta nói cấm có sai các bạn ạ. Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người phụ nữ, mà nằm trong mắt của kẻ si tình. Thế nên mới có chuyện, người đàn ông khó hiểu nhân nam sẵn sàng từ bỏ người vợ xinh đẹp giỏi giang, đi cặp kè với cô bồ nhí 2K2, sở hữu nhan sắc khiến Giang Cư Mận ngó qua thôi cũng đủ thấy ngán ngẩm. Đây cũng là một trong những drama gây bão cõi mạng trong thời gian gần đây, lướt top top đến mỏi cả tay vẫn chưa hết tin. Theo đó, nam và nữ chính trong drama này hiện đều công tác tại nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. Chị vợ bộc bạch rằng, chồng chị 2 năm qua đã ngoại tình với một em gái mưa là diễn viên đồng nghiệp sinh năm 2K2. Khi biết chuyện, chị đã vô cùng tức giận, nửa đêm cất công tìm đến tận nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam để vạch mặt người chồng phản bội và nhân tình. Không những vậy, clip đi đánh ghen cũng được chị yêu ái ghim hẳn lên trang đầu Facebook cá nhân với dòng caption đầy chua chát. Hai cái tát cho 10 năm bị lừa dối. Sau khi dung nhan của con giáp thứ 13 được vạch mặt, đa phần Giang Cư Mận đều tỏ ra 5 phần tức giận, 10 phần khó hiểu và đặt dấu chấm hỏi to đùng, siêu to siêu khổng lồ đối với người chồng. Bởi ai cũng nhận thấy rằng, nhìn nhan sắc của bồ nhí mà hết luôn cả hứng đi đánh ghen. Kể ra nhiều ông gu cũng lạ, cũng mặn thật đấy.
vợ đẹp con khôn như thế mà lại lầm đường lỡ bước đi cặp bồ thì cũng xin là xin bó tay chấm com. Thế mới thấy câu nói top 1 chúng mình phát biểu khúc đầu chuẩn không cần chỉnh nha các bạn. Phải nói là video quá ư là gay cấn và kịch tính phải không nào các bạn? Xem mà tim cứ đập thình thịch như là xem phim hành động ấy. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, người thì hết mối này đến mối nọ, người thì cả gần 30 mùa xuân vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nghe xong câu này, anh em nào cảm thấy đồng cảm và nhìn thấy bản thân mình trong đó thì nhớ comment xuống để top 1 chúng mình bớt cô đơn nhá. Và nếu như các bạn cảm thấy video này thú vị, hay ho hay là giúp các bạn xả stress thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!